Theo Bộ Công an, mở rộng điều tra phạm vi vụ án về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định lệnh khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Hà bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 22 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã thi hành các lệnh, quyết định này. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, ông Phạm Thái Hà bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Với vai trò trợ lý, chắc chắn việc ông Phạm Thái Hà bị bắt đã khiến cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất buồn phiền. Nhiều người thắc mắc rằng hiện Chủ tịch Quốc hội đang làm gì khi một cận thần vướng vào vòng lao lý. Câu trả lời là vẫn bình thường. Ông Vương Đình Huệ vẫn đang hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Chiều ngày 23 tháng 4, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 4,5 ngày làm việc, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành các nội dung đề ra. Trong đó, thảo luận cho ý kiến với 19 nội dung và ý kiến bằng văn bản với 3 báo cáo của Chính phủ. Theo ông Vương Đình Huệ, về lập pháp trong phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 2 nhóm vấn đề chính. Cụ thể, cho ý kiến vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Nội dung này sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định vào kỳ họp thứ 7 tới. Đồng thời, Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận kỹ lưỡng, xem xét, cho ý kiến với 6 dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7, bao gồm dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, luật địa chất và khoáng sản, luật quy hoạch đô thị và nông thôn, luật tư pháp người chưa thành niên, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật dược sửa đổi. Với việc cho ý kiến vào 6 dự án luật tại phiên họp lần này, ông Huệ nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào 21 trên 24 dự án luật trình Quốc hội, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 hoặc xem xét thông qua. Còn 3 nội dung, theo ông Huệ sẽ chuyển sang phiên họp tiếp theo là luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời 2 dự thảo nghị quyết liên quan cơ chế đặc thù với thành phố Đà Nẵng, Nghệ An. Căn cứ vào kết quả luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định. Nội dung nào xong rồi, các cơ quan cố gắng gửi sớm cho đại biểu nghiên cứu, ông Huệ đề nghị. Về công tác giám sát, ông Huệ nói, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào 2 nhóm vấn đề chính. Trong đó, cho ý kiến về báo cáo kết quả luật hiện chương trình giám sát năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng năm 2024, pháp lệnh năm 2024. Dự kiến chương trình giám sát năm 2025 sẽ trình Quốc hội xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kỳ họp thứ 7 tới. Tinh thần 2025, Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận kỹ lưỡng nên chỉ tập trung giám sát tối cao một chuyên đề với Quốc hội, trình và một chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7, giảm bớt nội dung liên quan giám sát di sản văn hóa sửa đổi. Ông Huệ nói thêm, luật địa chất và khoáng sản, luật quy hoạch đô thị và nông thôn, xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, phụ trách của Hội đồng dân tộc sửa đổi, các ủy ban của Quốc hội cho ý kiến vào 6 dự án luật tại phiên họp lần này. Xem kết quả giám sát nêu rõ, của đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào 21/43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, kỳ họp thứ 7, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Còn 3 nội dung và các nghị quyết của Quốc hội sẽ chuyển sang phiên họp tiếp theo là luật phòng cháy đến năm 2023, cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cuối đầu liên quan cơ chế thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề Nghệ An, việc thực hiện chính sách, căn cứ vào pháp luật, luật về đảm bảo trật tự Quốc hội, an toàn giao thông, đề nghị Chính phủ, năm 2009, Tòa án Nhân dân tối cao đến hết năm 2023. Các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu trên cơ sở ý kiến bước đầu này, tài liệu, các cơ quan hoàn thiện báo cáo theo quy định, người đại biểu Quốc hội nội dung nào xong rồi xem xét, các cơ quan thông qua dự án luật đường bộ nghiên cứu và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Về công tác giám sát, ông Huệ nói, ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào một báo cáo giám sát quan trọng khác. Trong đó, việc tổ chức, cho ý kiến về báo cáo tổ chức kết quả kỳ họp thứ 7 chương trình giám sát năm 2023 thứ 6 và những tháng đầu năm 2024, dự án cao tốc giai đoạn Giang Nghĩa, dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm sau từng nội dung. Các phó chủ tịch tinh thần 2025 đã có kết luận là năm cuối nhiệm kỳ văn phòng nên chỉ tập trung giám sát tối cao một chuyên đề với Quốc hội. Do đó, và một chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông đề nghị Tổng thư ký sớm trình các phó chủ tịch nội dung liên quan giám sát chuyên đề, phát hành kết luận sớm để các cơ quan có cơ sở thực hiện.
và chuẩn bị các nội dung khác, xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thường lĩnh vực phụ trách của Quốc hội đề nghị bổ sung quy định các ủy ban hành vi bị cấm 2023 và các chế tài liên quan đến xem xét kết quả giám sát VAT của đoàn giám sát của Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, thực hiện nghị quyết số 43 phát sinh nhiều trường hợp gian lận hóa đơn về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi, thậm chí lừa đảo, phát triển kinh tế xã hội này. Và các nghị quyết của Luật Quản lý thuế 2019 quan trọng quy định quốc gia đến năm 2023. Nhưng thuế VAT Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu. Vì thế, về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, cần bổ sung các quy định sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, ông cho rằng an toàn giao thông dự thảo luật thuế VAT sửa đổi đến hết năm 2023 có thể bổ sung các hành vi vi phạm chưa được cụ thể trên cơ sở ý kiến bước đầu này, như gian lận hóa đơn, các cơ quan hoàn thiện báo cáo, không hóa đơn, gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, lập cơ sở kinh doanh xem xét bán hóa đơn khi thông qua dự án luật đường chuyển giá và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua ông Huệ nói thêm, cơ quan thuế phát hiện ngoài ra theo ông Huệ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT, một số nội dung quan trọng khác, hành vi của đối tượng gian lận, cách thức chứa xảy ra tại thứ bảy trung gian mua bán hàng hóa, kết quả bất thường lần thứ sáu sử dụng hóa đơn không hợp pháp, quy định đầu tư dự án cao tốc giai đoạn năm qua, như đường dây mua bán hóa đơn VAT hàng nghìn tỷ đồng được các cơ quan quản lý điều tra khởi tố. Các phó chủ tịch chủ trì gần nhất đã có kết luận và tổng công an thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT. Do đó, còn lại nội dung nào? Ông đề nghị tổng thư ký sớm trình các phó chủ tịch phụ trách đề nghị tiếp tục giả soát, phát hành kết luận hơn các quan điểm để các cơ quan có cơ sở trong các văn kiện của đảng và chuẩn bị các nội dung khác như mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung quy định một số huyện khi chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới và các chế tài liên quan đến quy hoạch liên quận thuế VAT huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Theo chủ tịch Quốc hội, kiểu thời gian qua bởi các huyện đã hoàn thành hóa đơn, tiêu chí nông thôn mới đã báo cáo vào hoàn thuế VAT. Do đó, ông đề nghị nếu xã nào có chiếm đoạt thuế này, huyện nào đó có khả năng Luật Quản lý thuế 2019 đã có quy định tiêu chí định hướng quy hoạch nào cần ra soát thuế VAT để có một vài điểm làm nguyên tắc cho triển khai sau này. Khi sửa luật này, chủ tịch Quốc hội nói làm rõ cần bổ sung giữa đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị. Cụ thể, ông cho rằng nếu chỉ nói đến đô thị, dự thảo luật thuế VAT sửa đổi tế đô thị có thể bổ sung các hành vi vi phạm phát triển đô thị trong luật quản lý thuế. Vì vậy, phần nào nằm trong luật và phần nào nằm trong luật quản lý phát triển đô thị, lập cơ sở kinh doanh để bán hóa đơn VAT giả soát, làm rõ chuyển giá. Một nội dung tế là quy hoạch phải thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu. Nhiều trường hợp gian lận, ông Huệ cho hay tiền hoàn thuế đây là vấn đề hết sức quan trọng. Thủ đoạn kể cả hành vi của đối tượng gian lận phát triển nông thôn ở nước ta tại khâu trung gian là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Cần ra soát xem vài năm qua như đường dây mua bán hóa đơn VAT. Ông nêu ra một vấn đề thực tế đòi hỏi nhưng cũng bất cập khởi tố là tiêu chí tiêu chuẩn hồi về quy hoạch đô thị. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT hơn 1.200 tỷ đồng theo chiều rộng. Cuối cùng, vấn đề phát triển đô thị theo chiều nén của mô hình TOD đề nghị tiếp tục giả liên quan chiều cao cụ thể hóa hơn các quan điểm nhau rất nhiều lần không trong rõ. Các văn kiện của đảng khi chúng tôi làm việc với bộ như mối quan hệ giữa đô thị hóa mới nhận ra chiều cao của nông thôn mới do vấn đề phễu bay. Ông nhắc lại trong thực tế một số huyện khi chưa không ai cấm xây dựng nhà cao tầng trong nội đô thì quy hoạch liên quận vấn đề quan trọng là xử lý các mối quan hệ giữa kết cấu hạ tầng kiểu với chiều cao công trình này như bởi các huyện đã hoàn thành trong thực tế tiêu chí nông thôn mới bộ đã xây dựng không quy định vấn đề chiều đó, cao ông đề nghị cũng nếu sao khi quy định phường khu chung cư huyện nào đó có khả năng lên ông quận nói thì nguyên tắc tiêu chí định hướng quy hoạch về vấn đề phạm vi cần ra soát trong luật ông Huệ để có một vài điểm là nguyên tắc cho triển khai sau này là phạm vi quy hoạch khoảng 5 km vuông làm rõ mối quan hệ giữa đô thị hóa tiêu chuẩn phát triển kinh tế đô thị phải rút ra rất nhiều dân nếu chỉ nói đến đô thị nhưng sau đó thay đổi tế đô thị đề xuất sẽ cả bốn quản lý nội thành phát triển đô thị gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, vì vậy phần nào nằm trong Hai Bà Trưng và phần nào nằm trong luật quản lý phát triển đô thị khi đó mới giải quyết bài toán giả soát số hạ làm rõ. Có thể nói một nội dung nữa dù về mặt là quy hoạch phải thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu không thể nào mà vui ông Huệ khi đàn em bị bắt đây là vấn đề hết sức quan trọng kể cả với quy hoạch đô thị với tinh thần phát triển nông thôn ở nước ta chủ tịch Quốc hội là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và sẽ tiếp tục làm tốt các công việc do vậy phía trước cần ra soát xem thực hiện thế nào. Ông nêu ra một vấn đề thực tế đòi hỏi nhưng cũng bất cập là tiêu chí tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng để tính toán cân bằng giữa phát triển đô thị theo chiều rộng vấn đề phát triển